Kondo-san. Ngày xưa ngày xưa, có một đôi vợ chồng đã lớn tuổi trong một ngôi nhà cũ. Đôi vợ chồng không có con và cả hai đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Em dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ vật và làm thức ăn. Còn anh thường chăm sóc cây và hoa trong vườn. Nhưng một khi kết thúc công việc và màn đêm buông xuống, nếu có người khác nói chuyện với chúng ta thì có tuyệt hơn không? Thay vào đó chúng ta lại đi ngủ ngay sau khi ăn. Em cảm thấy cô đơn quá. Em nói rất đúng đó. Như thể thời gian đứng yên vậy. Chúng ta phải tìm cái gì đó để làm, để có thể quên đi nỗi buồn. Em thấy sao? Đúng đó anh, chúng ta phải suy nghĩ thôi. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa làm bánh quy đó nha. Anh thật sự thèm ăn bánh quy trong mấy tuần rồi. Ý kiến hay đó. Hôm nay em sẽ nướng một loại bánh quy mới. Loại khác sao? Làm sao vậy? Anh rất tò mò. Khi em làm xong, chúng ta có thể ngồi trong vườn cùng nhau uống trà và ăn bánh quy. Bà lão đi vào trong bếp. Bà đi lấy bột, đường và dầu mà bà cần để nướng bánh quy. Bà lấy thêm một ít gừng từ lọ gừng mà bà ấy để trên kệ bếp. Rồi sau khi bà nhào trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, bà bắt đầu làm bánh quy. Gừng rất tốt cho anh ấy, làm ấm cơ thể. Mình thêm một ít vào. Bà dò thành những viên bột nhỏ và đặt trên khay. Cuối cùng, bà làm một cái bánh quy lớn có hình người, đặt lên trên khay nướng và đặt khay vào lò nướng. Trong khi đang nướng bánh, người vợ nghĩ: Khi cái bánh hình người này nướng xong, mình sẽ cho chồng xem và làm anh ấy ngạc nhiên. Sau đó, trong lúc uống trà thì có thể để cái bánh trên một chiếc ghế trống và trò chuyện. Bà đeo găng tay vào và lấy ra cái bánh hình người từ lò nướng ra. Bà hạnh phúc khi nhìn vào thành quả của mình. Nó thật là đẹp. Nhìn nó không có lông mày, mũi và miệng. Bà lập tức làm mắt của nó bằng nho khô, mũi của nó từ cây phỉ và miệng bằng một chút hạt tiêu ngọt và nhìn nó một cách kinh ngạc. Một khi mình thêm dâu tây làm nút áo sơ mi là sẽ hoàn thành thôi. Giá như nó có thể sống động hơn. Ngay khi bà ấy thêm nút áo vào, điều ước đã thành hiện thực. Cậu bé bánh quy gừng đã nhảy lên giữa cái khay. Ở đây nóng quá, bây giờ phải đi ra vườn thôi. Bà lão nhìn chầm chầm kinh ngạc. Ôi chúa ơi, người đã nghe thấy. Người đã ban cho chúng con một đứa cháu trai tuyệt vời ngọt ngào. Bà chạy thẳng theo cậu bé vào vườn. Nhưng cậu bé bánh quy không có ý định dừng lại. Cậu bé cứ chạy lanh quanh trong khu vườn và cười thật lớn. Cậu bé bánh quy hiếu động quá. Đây sẽ là cháu trai của chúng ta, đừng để cậu ấy trốn thoát, bắt lại. Chồng bà, người cảm thấy bị sốc và cũng bắt đầu đuổi theo cái bánh. Tất nhiên, do cũng đã lớn tuổi nên không thể chạy nhanh như vậy được. Cậu bé bánh quy đã chạy khá xa về phía trước và bà lão không thể nói chuyện với cậu ta. Đừng chạy nữa mà cậu bé bánh quy, chúng tôi không ăn cậu đâu, cậu sẽ là cháu trai của chúng tôi. Khi cậu bé bánh gừng chạy qua một trang trại, một con bò đã nhìn thấy. Mùi thơm quá đi. Tôi muốn ăn cậu. Tôi không ăn cỏ nữa. Tôi sẽ bắt cậu ngay. Mi không có cách nào bắt được ta đâu. Mi cứ ăn cỏ khô đi con bò mập ô ô ô. Cậu là kẻ thô lỗ. Cậu cứ đợi mà xem. Con bò giận dữ chạy nhanh hơn và đuổi theo cái bánh. Cặp vợ chồng già và con bò đang cố gắng theo kịp cái bánh quy. Những người qua đường nhìn chằm chằm và kinh ngạc khi thấy bọn họ đang chạy. Thật là như phim.
Ở đó không cần chạy theo đâu, tôi nhanh hơn các người, không ai có thể bắt được tôi vì tôi là bằng gừng, tôi tràn đầy năng lượng. Cậu bé Bánh Quy đã khiêu khích họ, làm cho họ tức giận. Trong khi đó, con heo phía trước nhìn thấy cả nhóm đang chạy. Sau đó, cậu bé Bánh Quy hét lên với con heo khi chạy ngang qua. Ê, con heo mập, mi ăn cái gì mà mi mập dữ vậy? Mi có muốn ăn ta không? Ta ngọt lắm đó, ngươi bắt được ta đi, ta cho ngươi ăn nè. Con heo nghe thấy sự xúc phạm này đã rất tức giận và bắt đầu đuổi theo cậu bé Bánh Quy. Có phải vậy không hả? Lại đây đi cái Bánh Quy tinh nghịch kia. Cặp vợ chồng già và con bò cũng không bắt được ta. Ngươi nghĩ ngươi bắt được ta sao heo? Mày không thể bắt được ta vì ta là bằng gừng. Ta tràn đầy năng lượng. Vào lúc này, cậu bé Bánh Quy thực sự rất vui vẻ. Cậu ta quay lại nhìn họ và cười phá lên khiến họ tức giận. Cậu ta nhìn thấy một con gà lười biếng ngồi trên hàng rào. Xin chào, tôi là cậu bé Bánh Quy. Xin chào, cậu hẳn là rất ngọt ngào bởi vì có một đám người đang đuổi theo cậu. Cô nữa hả, cô gà? Phải, tôi thắc mắc cậu có dị gì. Vậy thì tôi cũng cần cô lắm. Đầu tiên học cách bay đi rồi bắt tôi. Cô chỉ là một con chim không bay được, không thể nào bắt tôi vì tôi làm bằng gừng, tôi tràn đầy năng lượng. Cậu bé Bánh Quy tiếp tục chạy và tình cờ gặp một con cừu. Anh bạn, đồ đầu bông ăn cỏ, bắt ta đi. Đến đây, đồ Bánh Quy thô lỗ. Nếu ta bắt được mi, ta sẽ ăn mi với chỉ một cái ngoạm. Thế gì kêu ba ba, hãy bắt ta đi nè. Đừng có kêu ba ba nữa, bắt ta và ăn ta đi, bắt ta và ăn ta đi. Cậu bé Bánh Quy đi đến cuối con đường, nghĩa là đã đến bờ sông. Cậu ta biết rằng không thể đi trong nước, nếu không sẽ bị tan chảy. Trong khi cậu ta đang nghĩ kế, thì có một con cáo xuất hiện. Con cáo xảo quyệt đã định lừa cậu ta để có thể ăn cậu ta. Tôi có thể đưa cậu băng qua, hãy leo lên lưng của tôi đi. Đừng có sợ, nhanh lên. Chơi luôn. Cậu bé Bánh Quy tin tưởng con cáo và nhảy lên lưng nó. Con cáo bắt đầu bơi qua sông. Trong khi đó, nhóm người đang đuổi theo cậu bé Bánh Quy đã đến bờ sông và quan sát mọi chuyện trong sự kinh ngạc. Có một chiếc thuyền buộc gần đó, đôi vợ chồng già bắt đầu chèo thuyền và đuổi theo con cáo bơi qua sông. Bà lão biết con cáo định làm gì nên họ cố gắng chèo càng nhanh càng tốt. Chúa ơi, xin ngài hãy bảo vệ cậu bé Bánh Quy. Con cáo bắt đầu kế hoạch xảo quyệt của mình. Anh bạn thần mến ơi, lưng của tôi đang bị đau, vì vậy tôi sẽ chìm lưng xuống dưới nước. Cậu hãy leo lên đầu của tôi để không bị chết đuối. Cậu bé Bánh Quy nhảy lên trên đầu nó và tiếp tục bơi qua sông. Cặp vợ chồng già hét lên: Cẩn thận đó, giữ chặt đấy. Cẩn thận, con cáo này đang muốn ăn cậu. Đừng đó, đừng sợ, hãy đến với chúng tôi đi. Con cáo nhận ra kế hoạch của mình bị bại lộ, vì vậy nó lắc đầu và cậu bé Bánh Quy bay lên không trung. Con cáo mở miệng ra và đợi cậu bé Bánh Quy rơi vào miệng. Cao quá, cao quá. Nhưng cậu bé Bánh Quy đã nhanh trí và nhảy xuống thuyền. Nhưng cậu ta vẫn sợ đôi vợ chồng già. Cậu bé Bánh Quy đừng sợ mà, chúng tôi sẽ không bao giờ ăn cậu. Cậu là cháu của chúng tôi, cậu sẽ sống chung với chúng tôi. Bây giờ chúng ta có một cháu trai và có thể trò chuyện hàng đêm rồi, sẽ không còn thấy buồn chán nữa, phải không bà? Ồ, thật hả? Ngay cả khi cháu đã bắt ông bà đuổi theo cháu và đã nói những điều thô lỗ với mọi người sao?
Tất nhiên, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Điều quan trọng là nhận ra sai lầm của mình và không bao giờ lặp lại. Được rồi, cháu hứa rằng từ giờ cháu sẽ là một cậu bé bánh quy rất lịch sự. Trước tiên, cháu sẽ xin lỗi tất cả những con vật mà cháu đã xúc phạm. Họ trở về nhà. Cậu bé bánh quy giờ đã an toàn. Họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một người thợ xay có 3 người con trai. Trước khi người thợ xay qua đời, ông đã phân chia tài sản cho những người con. Người con cả được thừa hưởng chiếc cối xay, con trai giữa thừa hưởng con lừa, và người con út thừa hưởng một chú mèo. Cậu con út rất buồn về chuyện này. Con mèo thì làm được gì? Con phải làm gì với nó đi? Con đừng có buồn. Rồi một ngày con sẽ hiểu tại sao cha làm vậy. Đây là một chú mèo rất tháo giác. Không lâu sau đó, người thợ xay qua đời và 3 người con nhận lấy phần thừa kế của họ. Con trai út thậm chí không muốn nhìn đến chú mèo. Chú mèo rất buồn khi nhìn thấy người chủ mới đối xử xa cách với mình. Không lâu nữa cậu sẽ nhận ra đây là phần thừa kế tốt nhất. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Hãy mang cho tôi một cái bao rỗng, một cái nón và một đôi giày hia. Cậu con trai út rất ngạc nhiên khi nghe thấy chú mèo nói chuyện. Vì vô cùng tò mò, cậu tôn trọng những yêu cầu kỳ lạ của chú mèo. Chú mèo bắt tay vào công việc ngay. Chú đội nón lên đầu và mang đôi giày hia. Chú mèo đứng trước gương và tự tán thưởng bản thân. Chiếc nón với đôi giày thật là tuyệt vời. Rất hợp với bộ lông vàng dài và đôi mắt long lanh của tôi. Trông tôi rất là giống người hoàng tộc. Chú mèo bắt đầu làm việc. Chú để rau diếp và cà rốt tươi vào trong bao, rồi tiến vào khu rừng. Khi đến nơi, chú mèo mở bao ra và trốn sau một cái cây. Không lâu sau, một con thỏ đang đói nhảy qua, đánh hơi thấy mùi thức ăn và nhảy vào trong bao. Chú mèo ngay lập tức nắm lấy cái bao và cột chặt lại, chạy thẳng đến cung điện. Cổng vào cung điện có lính canh ở đó. Đứng lại đó! Ngươi là ai? Ngươi không được vào trong. Tôi là người hầu của bá tước Carabas. Tôi cần diện kiến đức vua. Tôi mang quà tặng của bá tước tới đây cho đức vua. Với đôi giày sáng bóng và chiếc nón thời thượng như vậy, không khó để thuyết phục lính canh. Họ dẫn chú mèo vào gặp đức vua. Chú mèo đi hia cúi đầu trước đức vua. Sau đó, chú lấy con thỏ ra khỏi bao. Muôn tâu đức vua, đây là món quà mà bá tước Carabas dành tặng cho người đây. Ồ, một con thỏ à. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi về báo với chủ của ngươi là ta nhận món quà. Cứ như vậy, chú mèo đi hia đã đại diện bá tước Carabas mang tặng nhiều món quà khác nhau cho đức vua. Đức vua tò mò và yêu cầu được gặp vị bá tước đã tặng nhiều món quà như vậy. Một ngày, đức vua, hoàng hậu và nàng công chúa theo sự dẫn dắt của chú mèo đi hia đã lên đường tiến đến lâu đài của bá tước. Nắm bắt cơ hội này, chú mèo đi hia đi phía trước họ và chạy nhanh về báo với chủ nhân để hướng dẫn chủ nhân. Đức vua của chúng ta chắc chắn đi ngang con sông. Cậu đến con sông giả vờ rớt xuống nước và la hét nhờ giúp đỡ khi họ đi ngang qua. Tôi sẽ giấu quần áo của cậu. Cậu định làm gì? Như vậy giúp ích gì được cho chúng ta? Đừng lo lắng, cứ làm theo lời của tôi. Cậu con trai út bối rối đi đến con sông như lời chú mèo chỉ dẫn và chờ đợi họ đến. Có rất nhiều nông dân trên đường dẫn đến lâu đài của bá tước. Chút nữa đức vua sẽ đi ngang qua đây. Nếu người hỏi cánh đồng và mảnh đất này thuộc về ai, hãy trả lời là của bá tước Carabas. Nếu không, đức vua sẽ nổi giận và trừng phạt tất cả. Đương nhiên tôi sẽ tuân theo lời của người. Chú mèo đi hia cảnh báo những người nông dân mà chú đã gặp trên đường. Sau khi làm như vậy, chú mèo đi hia cuối cùng đã đến lâu đài của một người khổng lồ độc ác có sức mạnh ma thuật đang sinh sống. Chú mèo đi hia gõ cửa.
Ngươi là ai? Sao ngươi dám tới đây quấy rối ta hả? Ta là người hầu của bá tước Carabas. Bá tước của ta và đức vua sắp đến lâu đài của ngươi. Ta muốn vào trong nghỉ ngơi một chút nếu ngươi không ngại. Ngươi có cho phép ta vào không? Được rồi, vào trong đi. Ngay khi vào trong, chú mèo bắt đầu trò chuyện với gã khổng lồ. Ta nghe nói là ngươi có phép thuật, nhưng ta không tin. Hình như ngươi có thể biến thành bất cứ động vật nào. Có thật không? Đương nhiên là ta biến được. Sao ngươi lại không tin chứ? Vậy bây giờ ngươi biến thành sư tử có được không? Dễ ẹc. À, thấy chưa? Giờ ta là một con sư tử. À! Chú mèo sợ hãi nhảy lên trên nóc tủ. Được rồi, tuyệt vời. Cái đó thì dễ, nhưng mà ngươi có thể biến thành con chuột không? Không thành vấn đề. Gã khổng lồ biến thành chú chuột nhắt bé xíu. Chú mèo đi hiền ngay lập tức bắt lấy hắn và bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ. Chú trở lại khu rừng và thả con chuột đi, rồi tiến thẳng đến đức vua. Chào mừng chú mèo đi hìa. Đúng lúc lắm. Lên xe đi. Ngay khi con ngựa của đức vua đi ngang qua con sông, họ nghe thấy tiếng người la hét. Cứu! Cứu! Cứu với! Lính canh, đi giúp cậu ta đi. Có người rớt xuống sông kìa. Lính canh chạy đến chỗ chàng trai trẻ và kéo cậu ta lên bờ. Cậu ta giải thích là bị trộm hết quần áo. Lính canh lấy bộ đồ trên xe ngựa và cho cậu ta mặc vào. Muôn tàu đức vua, đây là chủ nhân của tôi, bá tước Carabas. Tôi nợ người một mạng sống, thưa đức vua. Dù cậu con trai út không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng cậu cũng làm theo lời dặn của chú mèo đi hia. Đây là người vợ xinh đẹp của ta, hoàng hậu, và công chúa con gái mà ta yêu thương. Rất vui được gặp nàng, thưa công chúa. Lại đây, mau về lâu đài thôi. Cậu con trai út và công chúa đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Công chúa là một cô gái xinh đẹp, và cậu con trai út, người đang giả làm bá tước Carabas, cũng rất đẹp trai. Khi họ tiếp tục đi trên đường, đức vua hỏi những người nông dân trên đường. Ồ, chủ nhân mảnh đất là ai? Của bá tước Carabas, thưa đức vua. 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 Đức vua rất hài lòng với những gì nhìn thấy. Bá tước, có vẻ cậu rất có quyền lực ở đây và được mọi người yêu quý. Kế hoạch của chú mèo đi hia đã thành công mỹ mãn. Khi về đến lâu đài, họ đã thiết đãi một buổi yến tiệc hoành tráng. Khi trời tối, cậu con trai út giờ đang là bá tước Carabas đã xin đức vua được lấy công chúa làm vợ. Ta muốn con gái ta có một người chồng quyền lực, giàu có, thông minh và được người khác tôn trọng như ngươi. Nếu con gái ta đồng ý, ngươi có thể nắm tay nó bước vào lễ đường. Không lâu sau đó, công chúa và bá tước Carabas kết hôn. Họ sống hạnh phúc bên nhau trong lâu đài. Chú mèo đi hia không bao giờ rời bỏ họ. Ồ thưa cha, con đã hiểu ý cha rồi. Ngày xưa ngày xưa, có một người thợ xay và một chú lừa đã già. Chú đã ở với thợ xay rất nhiều năm. Người thợ xay sẽ xay bột từ bắp, và chú lừa trung thành sẽ chở bột từ cánh đồng về nhà cho ông. Chú lừa của người thợ xay đã già đi theo thời gian. Chú không thể chở bắp tới nhà máy cho ông nữa. Nhưng người thợ xay cần một chú lừa mới, trẻ và khỏe mạnh hơn. Mặc dù chuyện này làm ông rất buồn, nhưng ông biết bây giờ đã tới lúc phải chia tay chú lừa giúp ông trong suốt thời gian qua. Bây giờ ngươi đã già quá rồi, còn hàng của ta lại nặng. Ta thấy ngươi rất cực khi phải chở bắp tới nhà máy.
Thật không may là bây giờ ta phải cho ngươi nghỉ ngơi vì ta cần một chú lừa trẻ khỏe hơn để thay thế ngươi. Nhưng theo ta thì ngươi không cần phải buồn. Ngươi luôn nói rằng mình có một giọng hát tuyệt vời và muốn trở thành một thành viên của ban nhạc. Đây chính là cơ hội của ngươi. Qua ngày mai, ngươi có thể theo đuổi ước mơ của mình. Tối hôm đó, chú lừa nghỉ ngơi và vui vẻ mộng mơ trong chuồng của mình. Chú rất hài lòng vì chưa bao giờ làm ông chủ buồn phiền, nhưng cũng hơi buồn khi phải rời xa ông ấy. Cảm giác hài lòng khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên chú chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Ngày hôm sau, chú đi về hướng thành phố Raymond. Sau khi đi bộ một hồi, lừa gặp một chú chó già đang khóc trong giường của một ngôi nhà. Có chuyện gì vậy anh chó? Nói cho em nghe, sao anh lại khóc vậy? Sao lại không khóc chứ? Đồ ăn của anh hết rồi. Chủ của anh đã đi tới thị trấn để làm một việc quan trọng và chưa trở lại. Hình như ông ấy sẽ không quay lại trong một thời gian nữa. Ông ấy báo tin kêu anh tự chăm sóc bản thân, nhưng mà ở tuổi này anh tìm được xương ở đâu chứ, anh phải làm sao đây? Em rất cảm thông cho anh, nhưng anh đừng khóc. Em nghĩ đây là cơ hội để anh bắt đầu một cuộc sống mới. Ý của em là sao? Không. Em cũng giống như anh. Em cũng đang bắt đầu một cuộc sống mới nè. Em định tới Bremen. Em sẽ thành lập một ban nhạc. Nếu như anh thích thì anh có thể chơi trống trong ban nhạc của em. Chó vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của lừa. Vậy nên chúng cùng nhau lên đường. Thời gian trôi qua không lâu sau, chúng gặp một cô mèo già nua gắt gỏng ở một khu vườn khác, ở cạnh góc cửa vườn. Khi chúng thấy cô như vậy, vì tò mò, chúng hỏi cô ấy. Nè, chị mèo ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị lại cao có mặt mày? Mèo, chị đã từng là một cô mèo vui vẻ. Chị hay chạy trong vườn và trèo lên cây. Mấy con chuột đã từng rất sợ chị, nhưng bây giờ chị già mất rồi. Tất cả những gì chị muốn làm là cuộn tròn và ngủ trên gối. Mấy con chuột nhảy ở xung quanh chị, và chúng không còn quan tâm tới chị. Vì vậy chủ của chị nói rằng ông ấy sẽ nuôi một chú mèo mới trẻ khỏe hơn. À, em hiểu rồi. Nhập hội và tới Bremen với em đi. Tụi em cũng có hoàn cảnh giống như chị, nhưng bây giờ tụi em đang hướng tới một tương lai mới để thành lập một ban nhạc. Không phải chị cũng đang muốn thay đổi cuộc sống của mình sao? Tất nhiên là muốn thay đổi chứ. Móng vuốt của chị vẫn sử dụng được. Chị có thể chơi guitar rất tốt đó. Cả ba lại lên đường lần nữa. Đi được không bao lâu nữa, chúng bắt gặp một chú gà trống ngồi trên hàng rào của một trang trại. Chú gà trống có vẻ khá buồn. Chào anh gà trống, anh sao vậy? Anh rất buồn, mặc dù anh rất thích gáy, nhưng anh vì đã già nên không thể đánh thức chủ mình vào sáng sớm nữa. Anh luôn gáy trễ, họ thậm chí còn không nhốt anh vô chuồng nữa. Anh chính là người mà tụi em đang tìm kiếm. Tụi em đang trên đường bắt đầu một cuộc sống mới, tham gia vào một ban nhạc. Tụi em vẫn chưa có ca sĩ chính nào hết. Anh muốn đi với tụi em không? Đi Bremen với tụi em, bắt đầu cuộc sống mới của anh. Chú gà trống vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của chúng và gia nhập nhóm. Chúng lại tiếp tục lên đường. Chúng cứ đi thật là lâu. Trời cũng đã tối rồi, còn chúng thì rất mệt mỏi. Chúng quyết định dừng chân ở một cái cây lớn. Cô mèo và gà trống trèo tít lên trên ngọn cây, còn chó và lừa nằm ở dưới gốc cây. Vì chúng rất đói bụng nên không thể nhắm mắt ngủ được. Bây giờ chúng sẽ phải ngủ qua đêm ở một nơi mà chúng hoàn toàn không biết gì về nơi đó. Anh thấy có một ngôi nhà. Anh thấy ánh đèn phát ra từ cửa sổ. Chắc họ có thức ăn. Anh nghĩ chúng ta có thể tới đó ăn uống nghỉ ngơi. Đi thôi. Chúng chạy ngay tới chỗ ngôi nhà. Lừa đưa đầu về phía cửa sổ và kể với mọi người về những gì mà mình nhìn thấy.
Không ngờ thuận lợi như vậy. Là một công việc béo bở. Hình như có ba tên cướp ở bên trong. Và chúng có súng. Chúng có rất nhiều đồ ăn ở trên bàn. Hơn nữa chúng có tiền và cả trang sức nữa. Lừa bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Nếu như chúng ta muốn vô nhà và ăn uống thì chúng ta cần phải đuổi được bọn cướp đi khỏi đây. Được rồi, em nghĩ ra rồi. Kế hoạch là như vậy. Anh chó hãy leo lên lưng của em. Chị mèo, chị leo lên trên anh chó. Và anh gà trống, anh leo lên trên cùng luôn. Em sẽ đếm tới ba. Khi em nói tới ba, tất cả chúng ta sẽ cùng kêu lên một lúc, có được không? Một, hai, ba. Tất cả chúng cùng nhau kêu lên và bắt đầu phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những tên cướp nghe thấy những tiếng hét lớn từ bên ngoài vọng vô thì chúng rất sợ hãi, nên chúng đã chạy ra ngoài và bỏ lại mọi thứ phía sau. Cả nhóm rất hào hứng vì kế hoạch của Lừa thành công mỹ mãn. Tất cả bước vô ngôi nhà. Wow, ở đây có rất nhiều món ngon. Nhìn nè, thậm chí còn có gan và sữa nữa. Wow, mọi người có thấy miếng bít tết nó bự cỡ nào không? Tất cả bắp là của anh. Chúng cùng nhau ngồi quanh bàn ăn và ăn một cách ngon lành. Khi đã ăn no bụng, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến. Vậy nên chúng đã tắt đèn và ngủ một giấc thật ngon. Theo dõi ngôi nhà từ bên ngoài, bọn cướp muốn vô nhà một lần nữa để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó. Họ cử một người trong nhóm đi kiểm tra ngôi nhà. Một người trong chúng ta phải đi kiểm tra ngôi nhà. Đi và nhìn vô trong nhà coi thử trong đó là cái gì. Tại sao lúc nào cũng phải là em đi dò thám chứ? Vì cậu là người thông minh và dũng cảm nhất trong số chúng ta. Thiệt vậy không? Tất nhiên rồi, nhanh lên đi đi. Đi. Trời ơi, nói vậy mà nó cũng tin kìa. Tên cướp quay lại ngôi nhà và mở cửa lẻn vô trong. Trong bóng tối thì tên cướp nghĩ rằng mắt mèo là đốm lửa. Vì bên ngoài đang đóng băng nên anh ta bước vô để sưởi cho ấm. Thì cô mèo đã nắm lấy cơ hội này, vô thẳng vô đầu của tên cướp, sau đó cao và hạ gục được hắn. Khi tên cướp cố sống chết muốn thoát khỏi đó thì anh chó đang nằm bên cửa sổ cắn vô chân tên cướp. Còn Lừa là người đã theo dõi mọi chuyện từ đầu cho tới bây giờ, đã đá tên cướp bay đi thật xa. Ngay lúc ấy, anh gà trống vẫn tiếp tục gáy và gáy vang khắp nơi. Chạy, chạy mau, đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa nha. Nó nguy hiểm lắm, có những sinh vật rất khủng khiếp bên trong. Trong khi tôi đang chạy trốn, nghe chúng hét lên thì ghê lắm luôn. Chạy thôi. Bằng cách đó, bốn người bạn đã dừng chân ở một ngôi nhà mới có nhiều tiền của. Chúng hay tới Bremen tổ chức những buổi diễn của mình. Người dân trong thị trấn biết tới chúng và yêu thích chúng rất nhiều. Lừa chơi kèn harmonica, anh chó đánh trống, cô mèo chơi guitar và anh gà trống là ca sĩ chính. Bốn người bạn sống vui vẻ bên nhau và thực hiện ước mơ của họ cho đến cuối cuộc đời. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.